Rồi chào các bạn, mình đúng không? phốp.com. Trong cái video 1 phút 30 giây này, cái tút này khá là đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để chúng ta có được một cái poster giống như kiểu Avengers The Fallen của Endgame Marvel. Cái hình nó khá là đu trend vào đây. Hình các bạn sau khi kết quả các bạn sẽ có được cái hình như thế này. Ok, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép. Còn những cách để chúng ta chụp thì ngày mai mình sẽ tiến hành quay và ít ngày nữa thì mình sẽ post lên cho các bạn. Nhưng mà trước mắt là ghép ha. Thì đây mình có một cái link mà mình sẽ để ở dưới các bạn cái hình. Chúng ta sẽ có cái hình như thế này, khá là đơn giản thôi. Thì đây các bạn chỉ đơn giản là chúng ta chọn một cái hình nào đấy của chúng ta, sao cho nó chất một chút xíu ha, chất một chút xíu. Nếu như các bạn chưa chụp thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn chụp của mình. Ít ngày tới mình post, thì nếu các bạn coi ở thời gian khác thì có thể mình đã post cái hướng dẫn đó rồi. Thì đây mình sẽ tìm cái hình của mình đây. Một số cái hình mình có sẵn thì ở đây mình sẽ chọn cái hình, thì ở đây mình sẽ chọn lại đúng cái hình này luôn. Hoặc là các bạn mình sẽ tìm cái hình khác đây. Mình sẽ mở cái hình mà mình đã lấy đây. Mình sẽ mở nó bằng Photoshop ha. Bấm chuột phải chọn Open with Photoshop. Đây không có Photoshop thì mình sẽ click kéo thả đây thôi. Rồi chúng ta sẽ có cái hình như thế này. Mình sẽ nhân đôi cái layer background này lên bằng cách bấm Ctrl J, phím J là phím giữa, phím H và phím K. Các bạn sẽ có cái layer 1 y chang cái layer background. Ở đây mình sẽ chọn cái hình ha. Cái hình ở đây mình sẽ sử dụng cái hình, ví dụ như là lấy hình này đi. Mình sẽ kéo thả vào đây. Sau khi thả vô rồi á thì các bạn sẽ giữ phím Shift và các bạn sẽ phím Shift, phím Alternate hoặc phím Shift. Ở phiên bản cũ thì chúng ta sẽ phải giữ thêm phím Shift để chúng ta cho nó đúng tỷ lệ ha. Miễn sao các bạn kéo và giữ làm sao cho nó đúng tỷ lệ chút xíu. Đó, ví dụ như là mình sẽ để nó ở vị trí này. Rồi, mình sẽ phóng to nó lên để cho nó có cái mặt giống y chang là poster. Vậy mà mình sẽ đưa cái chữ này lên đây. Và mình sẽ chuyển cái layer 1 này. Mình đang để ở layer ở dưới ha. Mình sẽ kéo lên trên cho nó che cái ở trên đi. Và mình sẽ chuyển nó sang là screen ha, screen. Và chúng ta sẽ có cái kết quả như này. Như đây mình sẽ cho nó lớn thêm một chút xíu nữa. Tại vì cái poster của ta kiểu như vậy mà, thì mình sẽ đảo ngược nó lại để cho nó đấy, kiểu thế. Đây, kiểu thế này. Đó, và ta sẽ có kết quả cuối cùng nó như thế này. Tất nhiên là nếu ta cần thì chúng ta có thể giảm opacity đi một chút xíu cho nó chất hơn. Đó, thì chúng ta sẽ có như thế này. Tất nhiên các bạn có thể làm theo một cái những cái cách khác, như đây mình có cái hình này chẳng hạn vậy. Đây, mình có cái hình này. Đó thì mình sẽ để cái chữ ngay đây đó, nhìn nó khá giống như là trên cái poster. Thì tùy các bạn chọn cái hình của các bạn làm sao cho nó phù hợp ha. Nếu chỉ biết là các bạn coi cái clip của mình, đơn giản đó là như vậy thôi, đó là cái cách làm. Cái hình này thì mình sẽ để dưới phần description, phần mô tả, dưới phần comment. Các bạn sẽ kích nó tải về và làm theo hướng dẫn đơn giản của mình, một vài bước ngắn gọn như vậy thôi. Ok ha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Đừng quên like, subscribe, share và cho mình biết comment dưới là ở video sau nữa các bạn muốn mình làm vấn đề gì nha. Bye bye.